Xin chào mọi người, lại là mình Hải Lâm Phạm đây. Đây là công việc của mình mỗi buổi sáng đây mọi người. Sau khi mà mình tập thể dục và ăn sáng xong thì mình sẽ bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Cái video này là mình không có ý đả kích hay là bất kỳ ai cả. Mình chỉ chia sẻ cái quan điểm sống dưới cái góc nhìn và cái trải nghiệm của bản thân mình. Hy vọng mọi người xem video này với một tâm thế thật thoải mái nhất và hoan hỷ nhất nha mọi người. Ok, mình sẽ bắt đầu luôn. Thường ngày xưa và những công việc mà dọn dẹp nhà cửa, nội trợ, bếp núc các thứ thì đó là những công việc của phụ nữ, đó là ngày xưa. Nhưng thời điểm ngày nay thì công việc này nó là một phần trong trách nhiệm của người đàn ông nữa, đúng không quý vị, đúng không mọi người? Người đàn ông và người phụ nữ san sẻ những cái công việc từ nhỏ nhất tới những công việc lớn lao, cũng như là những công việc rất là nhẹ nhàng, không có gì là khó khăn cả. Quét dọn nhà cửa, rửa chén rửa bát bình thường, rất là đơn giản. Nhưng nhiều anh em rất là làm biếng trong việc những công việc đơn giản như này đó. Cho nên là video này sẽ mong muốn là anh em chúng ta có một góc nhìn mới về việc đó là dọn dẹp nhà cửa. Bởi vì người phụ nữ đã chịu rất là nhiều thiệt thòi trong cuộc sống rồi, đó chính là một người đàn ông trưởng thành, theo như là quan điểm của mình. Ok. Và trong quá trình dọn dẹp nhà cửa đó cũng là một cách để chúng ta tập thể dục luôn. Chúng ta vận động, quét nhà, dọn lau nhà, rửa chén rửa bát, chúng ta đã vận động, vô tình chúng ta đã vận động cơ thể, giúp chúng ta đó là tập thể dục. Nhà sạch thì mát mà bát sạch thì ngon cơm. Chính vì vậy nó cũng có tác dụng đó là điều hòa cái cảm xúc chúng ta. Ví dụ như chúng ta đi ngoài đường về mệt mỏi mà chúng ta cảm thấy về nhà nhà cửa sạch sẽ thoải mái, thì chúng ta tự nhiên cái cảm xúc chúng ta sẽ có một cảm giác rất là thư giãn thoải mái luôn. Có thể là cánh mày râu chúng ta, hay là những người phụ nữ bên ngoài, có thể là những người hô mưa gọi gió ở trên thương trường, nhưng về tới nhà ăn chén cơm, ăn miếng cơm xong chén không rửa được, cái nhà dơ không quét không lau được thì cũng chưa phải là người trưởng thành. Đó, video này không đả kích bất kỳ ai nha mọi người, mà là mình chia sẻ quan điểm sống của mình dưới góc nhìn của bản thân để mọi người chiêm nghiệm và có cho mình một cái gì đó suy nghĩ. Và hy vọng rằng cái video này sẽ là nguồn động lực, nguồn cảm hứng để cho anh em chúng ta làm siêng hơn, cũng như là hỗ trợ giúp đỡ các chị em phụ nữ trong việc dọn dẹp nhà cửa. Và các chị em phụ nữ cũng vậy, cũng có một cái nhìn mới hơn, hỗ trợ ngược lại cho các anh em, để các anh em vững tâm để mà phát triển những sự nghiệp bên ngoài. Ok. Chúc mọi người một buổi sáng thật là vui vẻ. Ok, see.